Sứ giả Tường Vi. Sứ giả Bảo Lâm. Trời, đồ vũ trụ em đâu mà không mặc, mà mặc đồ qua lá hẹm lắm vậy? Đẹp không? Đẹp không? Giống đẹp, đẹp, đẹp. Không? Giống thiếu nhi quá trời quá đất. Không, giống chị Hàm Hương. Chị Hàm Hương hả? Tại sao em lại mặc đồ hàm hồ, hàm hồ, hàm hồ như vậy? Trời ơi, anh không có biết gì hết trơn à. Hồi nãy ở trong cái phòng á, em thấy có mấy cái rương. Em mới mở từng cái ra em coi, quá trời đồ đẹp luôn. Wow. Sao em thấy cái này nè, có nguyên cánh bướm bướm nè. Đó. Wow, bướm bướm sao cái cánh nó sập xuống vậy? Ồ, em không biết nữa, bây giờ làm sao cho nó bị gãy cánh đúng không? Nhưng mà không sao, cũng rất là đẹp em à. Anh, em thấy anh đẹp không? Ủa anh, hồi nãy em thấy ở trong đó cũng có nhiều đồ hoàng tử đẹp dữ lắm mà anh không mặc, mà anh bận cái bộ đồ gì kỳ vậy? Cái này không phải là bộ đồ em à, mà cái này là một phát minh vĩ đại. Hồi nãy anh vô đó, anh thấy một cái kệ rất là nhiều nguyên tố hóa học. Anh mới nhìn kỹ, anh thấy H2SO4, H5N6, acid chloride. Rồi cái anh thấy cái lọ màu tím tím, cái anh mới lấy cái lọ đó, anh mới khui ra cái bóc, anh mới uống. Ôi, anh uống chi? Thì đó, anh uống thử thì anh nghe vị chua chua. Thì từ trong cái bình xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lè xanh lét. Khi mà anh mở mắt ra thì anh đã hóa thân thành cây đà 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 đà. Là anh hóa thân thành cây? Cây đa. Nhưng mà không phải đa bình thường mà là đa đột biến. Đa đột biến là sao? Thì đó, anh cũng không biết nữa. Ở dưới trần gian có lan đột biến. Chính vì vậy, cây đa đột biến là cây gì anh không biết luôn. Thấy không? Nhìn cái cây đa, nhìn cái mặt người, thấy không? Ghê quá à. Ghê không? Mà tự nhiên á, lên đây nè, em cũng làm kiểu giống như là bươm bướm mà em cảm thấy nó không có hợp lý gì đó. Đúng rồi. Qua anh là cái cây, mà cái cây nó cũng kỳ cục nó lắm. Nó sao sao, nó sai sai, sao á. Hey. Nhìn xuống dưới em nhớ quê hương, nhớ trái đất của mình quá anh. Trời ơi. Trời đất ơi, em nhìn thấy hôn Đồng Nai kìa. Méo méo qua bên Đồng Nai là quận tư còn lãnh của em kìa. Trời đất ơi, quê thiệt. Ê, cái quán ốc bà Sáu kìa. Hey. Trời ơi, ở đây hả, anh thấy không? Màu sắc á, toàn là những màu sắc nhân tạo của mấy cái đèn neon không à. Không có những cái màu xanh mát mẻ, rồi những cái màu của hoa lá. Nhắc tới hoa làm em cũng nhớ hoa nữa. Em là một người rất là yêu hoa đó. Vậy đó hả? Em yêu hoa lắm hả? Yêu lắm. Bây giờ nếu em yêu hoa, anh đố em về bông nè. Em rành lắm đúng không? Anh đố em bông gì màu đỏ? Bông hồng. Đúng rồi, bông gì màu trắng? Bông lài. Đúng rồi, bông gì màu tím? Màu tím, màu tím có bông lục bình. Hay quá, anh đố em bông gì đau nhất? Bông gân. Em hề hước quá trời. Hay quá, còn anh rất là yêu rừng em à. Rừng. Anh còn nhớ ngày ở trần gian, cứ mỗi buổi chiều về, anh từ rừng U Minh, anh im thinh 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 qua rừng Nam Cát Tiên, anh liên thiên qua tất cả các loại rừng và anh hát ca nô đùa ở trong rừng em à. Anh hái hoa bắt bướm ở trong rừng phải không? Anh chạy từ rừng này qua rừng nọ, anh hát dữ lắm. Hát bài Anh Dương Lâm Đồng Nai. Thôi đi, anh kể câu chuyện nó không có thực tế chút xíu nào. Sao thực tế? Anh tên gì nè? Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi, Bảo có nghĩa là bảo vệ, Lâm có nghĩa là rừng, là bảo vệ rừng đó. Hai cái tên anh có ý nghĩa ghê. Hey, em ơi, buồn thật đó. Anh ơi, bây giờ ở đây á, em nè, coi như là bươm bướm là hoa rồi đúng không? Anh là cây là lá nè. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ mình muốn cho không gian này trở nên tươi vui hơn, hay là hai anh em mình cất tiếng hát đi. Được không em? Được. Hai anh em mình mà cất giọng hát là phá banh cái rừng đó. Bây giờ là tụi mình đã có hoa rồi, có cây, có cối rồi. Bây giờ là phải cần có âm thanh. Đúng rồi. Mà âm thanh từ đâu phát ra? Âm thanh phải từ những loài chim. Họa mi, cúc cu, chim vàng anh, chim sẻ. Chim ơi, chim ơi. Anh. Hả? Anh mà kêu tới kêu lui nữa không có con chim nào xuất hiện nữa đâu. Em nhớ rồi. Em nhớ gì? Hôm bữa em quan sát em thấy ở trên chiều không gian này cũng có con người. Có không em? Có những bạn mà em thấy là hả, cực kỳ bí ẩn, rất thú vị. Mà em tin nha, mấy bạn đó vừa yêu cây cối, yêu hoa lá. Và mình kêu mấy bạn đó cất tiếng hát đi. Mấy bạn nó đang ngủ đông, hiểu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình kêu các bạn vậy để các bạn hòa mình với mình. Có hoa, có cây, có giọng hát. Như vậy là thiên nhiên trở nên đẹp hơn, không gian trở nên sôi động hơn. Nào, còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng rủ các bạn đó đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc.
bạn đã quay lại với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện. Tường Vy à. Dạ. Mới đây cái bộ đồ búm búm của em mà bây giờ thành bộ đồ mà quá trời đẹp luôn, quá trời nhu mì với em. Em thấy ở trong có một cái rương mà cái rương này kim sa hộp lụa, coi như là chỉ có duy nhất một bộ đồ này thôi. Mà nó ghi luôn ở trên cái bộ đồ. Sao đó em? Là dành riêng cho Tường Vy. Trời đất, có nghĩa là cái bộ thiết kế này dành riêng cho em. Độc quyền của một mình em. Anh biết tại sao ngày hôm nay em mặc bộ đồ rực rỡ vậy không? Tại sao vậy em? Anh nhìn bộ đồ của em anh liên tưởng tới cái gì? Liên tưởng đến gọi là cái thiên nhiên. Rừng cây hoa lá liền. Rừng đúng không? Cây hoa lá muôn loài muôn thú. Thấy không? Có bướm bướm nè, thấy không? Rắn nè, khỉ nè. Đó, quá trời luôn. Rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Và cũng thông qua bộ đồ cũng như là thông qua chương trình Đấu Trường Âm Nhạc này, Tường Vy, Lê Dương, Bảo Lâm và cả ekip của chương trình muốn gửi đến cho quý vị một cái thông điệp, đó là chúng ta hãy luôn yêu thương thiên nhiên. Mỗi người cùng chung tay góp sức một phần nhỏ xíu vào thôi là chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta. Vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ bầu không khí của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay, đó chính là Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy. Quá trời. Trời ơi. Trời ơi, đây hai chị em sinh đôi nha. Thật sự luôn. Ủa, như hôm nay không ai hẹn cho mặc chung dress code vô nè, không ai viết gì luôn. Không ai dặn gì luôn, tự nhiên vậy luôn. Vậy hả? À, quá vô đồ quá rực rỡ luôn. Vy ơi, đồng hành cùng hai siêu mẫu Á hậu ngày hôm nay là ai vậy? Chắc phải nam thần đúng không em? Ai ta? Vĩnh Thụy hả? Không phải. Ê, Vĩnh Thụy được nha. Ê, Vĩnh Thụy được. Không phải luôn. Được nha. Được, Song Luân được. Được ha. Vĩnh Thụy, Song Luân này ai ngang ngang nữa ta? Bây giờ Bê Trần. Bê Trần rồi ai nữa? Tư vấn giùm. Bình Minh. Bình Minh. Không phải, hồi nãy giờ kể tên là không có ai trong đó hết. Giang Quốc Vinh nữa có không? Không. Trương Thế Vinh. Không. Chết rồi, ai mà cao cỡ này ta? Một người mà cao mà gọi là gấp rưỡi chịu Hoàng Yến. Gấp cái gì? Gấp rưỡi chịu Hoàng Yến. Ủa ai mà cao? Chiều cao 3m8. Cơ bắp gấp đôi anh Bảo Lâm. Trời đất ơi, ghê vậy, ai vậy ghê ta? Ghê chưa? Đó chính là diễn viên Hải Triều. Trời ơi. Ê, cao thiệt. Đây, mình dẫn đây máy bắt em. Dạ đúng rồi. Em xin hai cái máy quay qua hai hướng MC bên này ạ. Quá trời thiệt á. Ở đâu mà mướn à? Ba ngọn nến lung linh đi vô đây vậy? Cái này ba cây chụm lại. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng. Cao quá cao. Vy em vô giữa coi Vy. Vy vô đây. Chị Vy vô đây đứng chung nè. Đi chơi đi, dùng gì? Dùng gì không? Có gì đâu. Nó ừ. Không, cái gì là điểm nhấn đây luôn. Cái gì mới là điểm nhấn em? Đó, điểm nhấn. Em như một cái búp măng non. Không sợ chồng hình á. Hay thiệt. Thường thường là mình diễn mình sợ chồng hình lắm em. Còn bây giờ mình đứng thoải mái một chút như này. Cỡ nào cũng bắt hình được. Cỡ nào quay phim cũng bắt hình được. Thôi giờ dạt ra đi. Thôi anh ơi. Thôi đi anh. Ra đi dạt ra đi. Mình giao lưu một xíu nè hả. Yến và Thủy. Okay. Dạo gần đây thì thấy Yến và Thủy hay đi chung với nhau. Đúng. Quay những cái clip rất là mắc cười. Rồi hát rồi này nọ luôn. Có coi luôn. Có coi luôn. Đúng không, hả? Tại sao dạo đây là khăng khít với nhau vậy ạ? Tại vì ế xô quá đó anh. Mà đánh rỗi quá rồi xong rồi gặp lại nhau rồi xong mới quay clip rồi quay TikTok chung không với nhau. Không ai nhiều xô như Lâm hết trơn thiệt. Quá trời đi đâu không gặp hả? Đúng, đi đâu không gặp luôn á. Còn Triều dạo gần đây sao rồi? Công việc làm sao? Công việc chữ tiến triển chậm. Hai chị em để xô. Còn bên đây tiến triển chậm. Không, chậm đều đều. Chậm đều đều. Chậm dần đều nha. Mới đây anh em hát bài hát gì một chương trình rất là hay luôn. Dạo đây có luyện thanh không? Không luyện thanh lắm. Tại vì ế quá ở nhà hát karaoke lên giọng. Ngày hôm nay tôi sẽ gặp gỡ những đấu sĩ. Họ là những người mà rất là gọi là hát rất là hay nha. Hay lắm. Và đặc biệt là ai ạ? Đặc biệt là Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Đúng rồi. Wow. Tất cả các gà chiến của Yến, của Thủy, của Triều sẽ ra biểu diễn. Và đó chính là những người mà để chấm. Thôi nhưng mà bây giờ mình thử hỏi ban Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà để xem tiêu chí chấm điểm của họ là gì nha. Dạ, xin mời ạ. Xin chào hai sứ giả và ba vị thủ lĩnh. Lê Phương xin đại diện cho Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà đưa ra tiêu chí chấm thi cho ngày hôm nay. Thì tiêu chí của đấu trường âm nhạc của mình á, sẽ là 50% cho giọng hát và 50% cho phần biểu diễn.
Nếu như các bạn cảm thấy là những cái bài đó nó không thuộc về sở trường của mình á, thì các bạn cố gắng làm sao biểu diễn để mà thu hút hội đồng âm nhạc có thiện cảm và những cái cảm xúc của các bạn đúng với lại bài hát, thì là các bạn có khi các bạn sẽ thắng cho dù không phải là sở trường của mình. Cảm ơn. Vy ơi. Dạ. Không biết luật của chương trình chúng ta như thế nào nè. Thật ra chương trình của mình luật thì đơn giản lắm, nhưng mà mình đừng có nói luật ghê ghê quá. Mình nói về quyền đi. Quyền hả? Quyền nha, chúng ta sẽ có 3 quyền. Quyền đầu tiên là quyền cứu. Sao nè? Thủ lĩnh hoặc đấu sĩ đã bị loại sẽ được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Quyền thứ hai là quyền chuyển. Chuyển là sao nè? Thủ lĩnh sẽ chuyển một đấu sĩ còn lại trong đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền cuối cùng là quyền chặn. Chặn có nghĩa là sao vậy ta? Chặn có nghĩa là chặn không cho đội đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội còn lại. Nhưng trong trường hợp đội còn lại không còn một thành viên nào hết thì mình được quyền chọn ngược lại đội đối thủ luôn. Hay quá. Rồi, ba ngọn nến lung linh tập trung nữa. Ở trên kia có một cái hộp gọi là cái hộp cứu hộ. Khi mà cứu hộp thà xuống, nhiệm vụ của hai người cầm cái búa chạy lại đập cái hộp đó. Nếu đập trúng cái hộp thì sẽ được sử dụng quyền. Đúng rồi. Trong trường hợp mà đập xong không muốn sử dụng thì có quyền chặn, không cho sử dụng cái quyền đó với đội của mình. Đúng luôn. Hiểu chưa? Rồi, nói chung là tất cả mọi người đã hiểu và không khí là sôi động rồi Vi à. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Đúng rồi hả? Bốc thăm chọn quyền, xin mời. Rồi, bây giờ ta sẽ bốc thăm trước nha. Nè, chiều trước đi. Em mở ra coi liền. Chưa. Dậu nhà mình. Mình tự coi được không? Mình ém lại. Em coi giùm cho mình tự coi có được đâu. Đâu. Chưa thấy gì luôn. Ba quyền đã nằm trong tay ba thủ lĩnh. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe các đấu sĩ hát và hòa giọng trong một bài hát. Nhiệm vụ các bạn là lắng nghe, xong rồi lựa chọn. Chạy thật nhanh đến cái phòng mà mình cảm thấy là những đấu sĩ này hát hay quá. Đúng rồi. Đứng ngay cái phòng đó luôn, chọn ngay phòng đó luôn. Như vậy là tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta đến với phần hòa giọng của các đấu sĩ với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Này phòng ấy, phòng ấy, phòng nào? Bằng lòng đi em về đến quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền ngài qua sông giọng hò mơn mơn. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu che dấu khó đưa dâu.
đi em. Bằng lòng, bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương anh bắc cầu em tới. Ngàn trùng xa dù nắng dù gió, nhớ thương người điều ly. Được nghe các đấu sĩ hòa giọng trong ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Bây giờ thì các thủ lĩnh của chúng ta cũng đã chọn được những căn phòng rồi. Nào, bây giờ hãy vén tấm màn bí mật để các đấu sĩ cùng lộ diện nào. 3, 2, 1, mở màn. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội Mâu Thủy. 3, 2, 1, xuất hiện. Chào các bạn tự giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em chào ba vị thủ lĩnh và hai anh chị MC duyên dáng dễ thương và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Thái Ngân, công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Em xin chào hai MC, ba vị thủ lĩnh cùng tất cả khán giả ở đây và các bạn chơi. Em tên là Xuân Tài và hiện tại em đang là một ca sĩ nhạc sĩ tự do. Em tên là Phạm Hiểu Băng, hiện tại em là ca sĩ và diễn viên tự do. Xin chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay ạ. Không biết là đội của mình đã thống nhất được một cái tên chưa ạ? Dạ, cái tên của đội em cũng rất là gần gũi và cũng như là một cái tên mà rất là khiêm tốn. Mình khiêm tốn thôi. Rất là quyết tâm khiêm tốn. Dạ, khiêm tốn. Dạ, cái tên là Thua thì thôi. Khiêm tốn quá. Dạ, dạ chưa? Dạ, mà còn có không? Cái bẻ cua. Dạ, thắng thì thích. Là sao? Tên đội của em là dạ, tên đội của em là Thua thì thôi, thắng thì thích. Thua thì thôi, thắng thì thích. Nhưng mà cái tên dài quá cho nên mình lấy cái tên đầu tiên đây là đội thua. Thua. Mình đặt tên lại. Mình đặt tên nè. Xanh lá không bị xa lánh. Cũng dài. Thôi được rồi. Không, bây giờ đặt tên dài cỡ nào nhưng mà rút lại là tự quy định của MC thôi. Bây giờ tên gì ạ? Xanh lá không bị xa lánh. Đây rồi, là đội xanh, lè, xanh lá. Đội xanh lè, rồi đội xanh lè. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội Hoàng Yến. Xin mời. Xuất hiện. Các bạn giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Lần đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến quý vị khán giả và hai anh chị MC dễ thương. Em tên là Tùng Hiếu, hiện tại công việc của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào mọi người, em là Trương Diễm và cũng là ca sĩ tự do. Em xin chào tất cả các anh chị đội trưởng và anh chị MC và tất cả các khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Em tên là Trương Trần Anh Duy và em đang là ca sĩ diễn viên tự do. Và còn là TikToker nữa. Vô luôn. Đội mình không biết lấy tên là gì ạ? Thật ra thì tụi em có một cái tên rất là cool ngầu, tên là Wee Boy ạ. Wee Boy. Yeah. Tức là ba đứa em, ý là Duy nói là ba đội này là toàn đàn ông không có phụ nữ đó anh. Ôi là em là... Ủa chị Yến? Bởi vậy chưa? Bởi vậy? Ý trời dạ. Tại sao, sao đặt là Wee Boy ạ? Đâu có ý nghĩa gì ạ? À? Mọi người đang nhìn cái hình dạng của em, một người phụ nữ phải không ạ? Dạ, thì đúng tí rồi. Nữa mọi người nghe em hát để mọi người biết nha. Giọng của hơi hột nha. Dạ. Không, đó, chú chỉ thấy là chị với em có điểm tương đồng, thích mắt nước eyeliner được. Dạ đúng. Đó, bye bye rồi đó. Không, mà nãy giờ là toàn là thứ dữ không nha, toàn là gà chiến không đó. Thế bên nghe kia ca sĩ không luôn ở hả? Giữa một bài hit. Bài hit của em là gì em? Thực ra thì bài đó là một bài em viết lời Việt thôi mà không ngờ về Việt Nam nó lại viral như thế. Em biết cái bài là Mình Bắn Trước Mọi Mèo Kêu Nha, kêu cùng em meo meo meo. Là đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ cuối cùng. Họ là ai? 3, 2, 1, xuất hiện. Wow. Ý người quen của anh đó. Trời ơi. Cái lần mà anh bị sập hầm quá trời sập luôn là đội của Tăng Phúc đó. Thì đó đúng rồi, mấy năm rồi mới gặp lại hả em? Lần của mình thắng mà đúng không anh? Đúng rồi, đội mình thắng. Ôi mấy năm quay lại. Xí, đội năm đó em thắng anh. Không, chị nhớ lộn mà đội đó lần đó là em với Lâm thắng. Không, anh nhớ anh bị sập hầm hoài. Mình sập hầm em, mình đừng có cãi người ta. Đừng có cãi, chắc lộn tập để chị đó, chơi tập, tập khác nữa rồi đó. Trời ơi, toàn là idol của tôi không à. Trời ơi. Giới thiệu đi ạ. Dạ, lần đầu tiên thì cho em xin chào các anh chị cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Tăng Phúc, em là một con người tự do ạ. Con người tự do.
Em muốn làm gì em làm mà. Nói là tâm hồn người ta bay bổng tự do phóng khoáng. Ta ca sĩ tự do, diễn viên tự do, con người tự do. Quá trời rồi. Dạ, lần đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến với tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn khán giả, các ban giám khảo đang có mặt tại chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Em là Trương Thảo Nhi và em công việc của em là người chơi hệ tự do. Người chơi hệ tự do. Bạn cuối cùng ạ. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Indo. Em hiện đang là sinh viên hệ tự do. Sinh viên hệ tự do. Dạ. Hết là chưa? Muốn học gì học á? Hết rồi ạ. Hết rồi kìa. Muốn học gì học. Rồi, đội mình đặt tên là gì ạ? Tự do phải không? Tự do hả? Tự tung tự tác ạ. Đội này lấy tên là Về Nhất. Về Nhất. Về Nhất. Ủa tên áp lực gì? Em cũng sợ. Chịu tên nào? Rồi, Về Nhất. Về cỡ nào cũng được. Bây giờ Về Nhất cuối cùng hay là Về Nhất đầu tiên gì cũng kể. Về Nhất đầu tiên chứ. Như vậy chúng ta đã có 3 đội. Đội xanh lè. Đội Wee Boy. Wee Boy. Đội Về Nhất. Và thể theo yêu cầu của tên các bạn. Cho nên là bây giờ em quy định luôn, quy định đội gì? Này là đội thi đầu tiên. Trời ơi, không biết đội Về Nhất mình muốn đấu với đội nào ạ? Dạ, lấy quyền đội trưởng lấy ra áp đặt á, thì là Lê Dư Bảo Lâm là thích giọng cao của Thảo Nhi với Tăng Phúc đúng không? Đúng rồi. Dẹp qua bên. Các cho bạn này đi lên hát trước đầu tiên ạ. Dạ. Rồi mình đấu với đội nào? Hoàng Yến hay Mâu Thủy? Khé ghét đội xanh lè xanh lét quá. Đấu trước. Được. Như vậy là chút xíu nữa Hải Chiều đấu với Võ Hoàng Yến. Còn bây giờ? Bây giờ là đội Hải Chiều Indo đấu với một thành viên của đội xanh Mâu lè. Thủy xanh lè. Rồi. Xanh lè. Cái này hai màu xanh luôn. Đội xanh lè thì cử cái thành viên nào mà xanh nhất ra đấu luôn ạ. Nếu mà vậy thôi để bạn nam duy nhất ở trong team xanh lè xanh lét. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để xem bài hát đầu tiên là bài hát gì. Xin mời. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy xuống sàn đấu của mình. Xin mời. Như vậy là hai đấu sĩ xứng tài cũng như là Indo đã có mặt ở sân khấu. Và vòng đấu đầu tiên với ca khúc Nụ Cười Thiên Thần giữa hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây sáng trên trời, muôn ngàn tia nắng rực theo. Cùng theo hình sinh sẵn thiên thần, ngồi hát siêu phố hoa mùa xuân. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương. Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy mang cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương. Trong những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương. Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ta. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây xám trên trời, muôn ngàn tia nắng xẹt theo. Cùng theo hình sinh sẵn thiên thần, ngồi hát siêu phố hoa mùa xuân. Đẹp như anh
ánh bình minh đã bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, từng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương người hơn ta, hãy mang cho đời trăm hoa cùng ca, đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Thật lớn cho hai đấu sĩ Xuân Tài và Xuân Tài Indo. Xuân Tài. Như vậy là chúng ta vừa nghe ca khúc rất là sôi động. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Lời đầu tiên xin cho Quốc Huy gửi lời chào tới ba đội chơi, hai MC dễ thương, hai bạn đấu sĩ và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay. Đại diện cho Hội đồng Nghệ thuật Ngân Hà thì sẽ có những cái ý kiến như sau cho các bạn là cái phần làm chủ sân khấu của bạn Xuân Tài làm cho Huy cảm thấy rất là thích, tại vì bạn làm chủ sân khấu rất là tốt. Còn về bạn Indo thì Huy thấy là bạn Indo rất là tập trung, và cái sự áp lực của sự tập trung đó làm cho khiến cái phần trình diễn của bạn nặng nề và cái làm chủ sân khấu của bạn không được tốt như bạn Xuân Tài. Riêng về giọng hát thì hai bạn đều có những cái giọng hát rất là tốt, nhưng mà vì là tiêu chí của Hội đồng Nghệ thuật Ngân Hà là 50% về giọng hát, 50% về biểu diễn, thì ở đây Huy sẽ chọn Xuân Tài vì khả năng biểu diễn của bạn làm cho Huy cảm thấy rất là thích, rất là thú vị. Dạ. Yeah. Bây giờ không biết là cảm xúc của Hải Triều như thế nào khi mà gà chiến của mình vừa trình diễn ca khúc đầu tiên. Dạ, khi em nghe cái ban cố vấn nhận xét em hơi quê. Sao quê nè? Nhận xét mình đội mình hơi bị buồn. Quê chứ? Quê đúng không? Nhận xét mình nhiều quá mình đi quê, nhưng mà nói chung là làm tốt nhất rồi. Đội rất là thích cái phần trình diễn của bạn Indo. Đã cháy hết mình rồi đúng không? Cháy hết mình rồi. Còn Thủy. Có Thủy. Dạ, em thấy Hải Chiều hơi quê cho nên em hơi vui. Em hơi vui. Ok. Ê, chọn mình. Chọn Thủy. Trời, để coi nha. Quá trời. Dễ sợ chưa? Tức ghê. Dễ sợ. Ra là chúng ta vẫn đang còn hai cái đèn nó chưa lên, cho nên là bây giờ tỷ số như thế nào chưa biết được đâu nha. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ quay trở về trái đất. Xin mời hai đấu sĩ. Và bây giờ sẽ là giây phút quyết định giữa hai đấu sĩ Xuân Tài và Indo. Indo ơi, bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Em có lời nào nhắn nhủ với người dân Đồng Nai đang coi em hát không? Chắc lần này là em làm cho mọi người thất vọng rồi ạ. Chưa mà em chưa gì mà sao mà bi quan vậy? Phải tự tin lên chứ. Tự tin đến phút cuối cùng. Còn Xuân Tài giờ thấy sao rồi? Thì em cũng hy vọng là em sẽ không phải là người rơi xuống, vì bây giờ còn hai đèn em chưa nói được trước là điều gì. Em tự tin lên, mạnh mẽ lên. Vẫn còn hai đèn chưa nói lên được điều gì. Bây giờ tất cả chú ý vào đúng vị trí. Hai chân bằng hai vai, hai tay chấp chéo ngang ngực giùm MC ạ. Rồi, giây phút quyết định ai sẽ là người quay trở về trái đất và ai là người ở lại với tạm biệt. Như vậy là trải qua vòng đấu đầu tiên thì gà chiến của đội Hải Triều đã bị xuống trái đất rồi, thì không biết bây giờ Hoàng Yến có hả hê hay không. Cảm giác là hết hồn dùng đội bạn. Mà không sao nha, mình cảm thấy là đội mình có nhiều sự gọi là tự tin để bùng cháy hết đêm nay. Hải Triều, khi mà gà mình bị lọt xuống trái đất rồi, bạn có buồn hay không? Thấy chưa, hồi nãy đã kêu đừng có đặt cái tên đó. Đúng rồi. Đó. Tên xui nha. Về nhất thiệt nha. Về đầu tiên. Không lời nào nói được nữa rồi. Cạn lời. Con Thủy ơi. Dạ. Bây giờ mình thừa thắng mình xông lên chứ. Thôi, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thôi cũng kệ hả? Bây giờ mình phải chơi theo tour đúng không? Đúng rồi. Sẽ vòng. Thí sinh của em sẽ thách đấu thí sinh của chị. Ok. Vậy là đội xanh lè với lại đội Wee Boy.
Không biết là thủ lĩnh Mâu Thủy sẽ chọn đấu sĩ nào của đội chị Võ Hoàng Yến ạ? À? Và bây giờ em sẽ chọn bạn Nam ngồi cuối cùng của chị Yến. Đó, sẽ thì xuống tay. Vậy thì thủ lĩnh Võ Hoàng Yến sẽ chọn bài hát nào ạ? À? Đây là một bài hát. Đáng có chàng trai viết lên cây. Hay quá là ơi. Trời ơi. Nó xuất sắc quá à. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu và trình bày ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu của hai đấu sĩ của Tùng Hiếu cũng như là Xuân Tài. Xuân Tài ơi, đây là trận thứ hai của bạn rồi. Bạn là người chiến thắng, không biết trận này cảm xúc bạn như thế nào? Bạn có cảm giác là rúng sợ đối thủ của mình hay không? Em rất khao khát đôi mắt kính đấy. Bạn nghĩ sao vì cái lời thách đấu của bạn Xuân Tài ạ? Dạ, em nhớ là Hà Lan đâu có đeo kính rồi ta mà sao. Anh là Nga Anh. Và bây giờ, ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bạn dịu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời, chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon trên đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, từ lâu không ai nghĩ đến, ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thời cô gái nằm ấy khiến thôn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết như giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dòng tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế.
chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây. Cảm ơn hai đấu sĩ rất là nhiều. Với tiết mục vừa rồi, giọng ca của cả hai đấu sĩ đều rất là nhẹ nhàng, trầm ấm đúng không ạ? Bây giờ mà quyết định thắng thua cũng khó lắm. Hết luôn người đó. Hát, người bè, người hát, người phiêu. Thôi bây rồi giờ sao rớt đây? Mình hỏi hội đồng âm nhạc đi ạ. Dạ, xin mời ý kiến ạ. Duy Đỉnh xin gửi lời chào đến ba vị thủ lĩnh, hai MC và các đấu sĩ cùng tất cả khán giả. Lời đầu tiên thì anh xin... khen ngợi hai bạn rằng là hai bạn có một cái phần trình diễn mà có thể nói là làm cho anh càng ngày càng thấy là bừng tỉnh lên và càng ngày càng thấy cuốn hút hơn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và anh đã có một cái sự lựa chọn bí mật của mình. Hai bạn đều hát rất là hay, rất là phong thái và rất là bản lĩnh sân khấu. Giống như đây là một cái nơi mà các bạn sinh ra để ở trên đây vậy. Có một cái điểm nhỏ đó là nếu như mà khi mà chúng ta nghe ở đây thì như thế, nhưng mà lên sóng truyền hình thì sẽ có một bạn nghe được mượt hơn. Tuy nhiên thì Đỉnh chỉ có ra một cái quyết định một mình Đỉnh thôi, còn lại là tới 7 cái quyết định khác thì chúng ta sẽ cùng chờ đón ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Đỉnh rất là nhiều. Thủy, dạ. Em thấy sao nè, em thấy gà chiến của mình hai trận rồi. Trận thứ hai rồi đó. Phải công nhận nha, Xuân Tài á, vừa có giọng hát mà vừa có cách trình diễn rất là tự nhiên á. Khi mà thấy hai người diễn chung cùng với nhau á, em nhìn Xuân Tài là em thấy cuốn hút hơn. Em không có chê bạn Hiếu nha, nhưng mà ý em cũng tương tự như vậy á. Đó chị em nhà đó, đó chị ơi. Một khi mà gọi là... chơi nhau rồi á là không có gì, chị em anh em gì đây hết trơn á. Em nghĩ sao, gà của chị quá tuyệt vời, em nói như vậy. Bây giờ người công tâm nhất Hải Triều, bây giờ đây là đấu sĩ của hai đội bạn, Hải Triều cảm thấy như sao? Thấy hai bạn hát hay nhất. Thật sự á, em thấy ai cũng có một màu riêng của nhau, đúng mọi người, đúng không ba cô Dân? Bây giờ em nói em cũng không biết nói làm sao. Thôi bây giờ nếu mà mình không ai quyết định được thì để cái phi thuyền nó quyết định đi. Đúng rồi. Xin mời. Xin mời hai bạn hãy đến với hố đen vũ trụ ạ. Vậy bây giờ là thời gian quyết định của hai đấu sĩ Xuân Tài và Tùng Hiếu, để xem ai sẽ là người sẽ quay trở về trái đất đây. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ bắt buộc có một đấu sĩ phải chia tay chúng ta và quay trở về với trái đất. Đó là Xuân Tài hay là Tùng Hiếu? Tùng Hiếu quá à. Yeah. Chia tay chúng ta một lần nữa. Chúc mừng Tùng Hiếu. Yeah. Yeah. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Võ Hoàng Yến ạ. Chị chào em. Trời ơi hay quá Yến ơi. Bây giờ thừa thắng xong lên nè. Ok nè. Bây giờ là Yến sẽ chọn ai đấu với bên mình, chọn thủ lĩnh nào? Còn hai điều nha. Còn ai nữa, chị em kỹ khế là chọn đi thôi. Trời ơi, nhưng mà con em nó mới hại chị mới nãy luôn kìa, nhúng nhớ. Thắc bẩn rồi, chị chơi em. Trời ơi, chị chơi tới em rồi. Hoàng Yến, bây giờ mình chiến thắng rồi, mình có thể chọn một đấu sĩ nào ở bên đội của Hải Triều ra để đấu với đội mình ạ. À? Mình đổi màu đi, nãy giờ màu sắc nam nhiều quá, mình chơi màu sắc nữ. Đó. Là Thảo Nhi. Thảo Nhi. Nếu như vậy thì thủ lĩnh Hải Triều được quyền quyết định bài hát của mình. Kiếm bài nào khó lên làm khó ngược lại. Bây giờ sẽ một bài là Sẽ Có Người Cần Anh. Sẽ Có Người Cần Anh. Xin mời hai đấu sĩ Thảo Nhi cũng như là Tùng Hiếu, Tùng Hiếu bước xuống sàn đấu. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở sàn đấu. Thảo Nhi ơi, không biết cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Đẹp quá, càng ngày càng đẹp. Xinh. Ủa chưa hát luôn anh? Không, đẹp lắm nha, thần thái gì chắc đậu. Ủa gì vậy anh Lâm? Sao vậy? Cái này là mình phỏng vấn về cảm xúc nha. Không, quen Nhi 8-9 năm rồi, lần đầu tiên mà thấy em đẹp vậy luôn á. Trời ơi. Mà cái hồi nói là hồi thôi. Đó là hả? Sao? Hồi đó sao? Hồi đó cũng được thôi. Được, bây giờ đẹp. Thời đang tới. Thử giọng coi.
Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Trời ơi, thôi được rồi, như đó là thấy xỉu rồi đó. Tùng Hiếu ơi, bây giờ mình đứng ở lần thứ hai rồi nha. Mà hồi nãy giờ anh Lâm nói lần thứ hai là hay có cái phốt. Ừ. Em có lo không? Dạ lo. Rồi, bây giờ trận đấu giữa hai đấu sĩ xin phép được bắt đầu. Vô. 3, 2, 1. Một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ
Dạ xin cảm ơn Thảo Nhi và Tùng Hiếu. Nhi ơi, đang hát mà em thoại cái gì vậy? Em thoại, em cứ nhớ lời hứa gì với em vậy? À, cái khúc đó là nhập vô cái tâm lý là lời hứa, chứ chưa chút đó là không biết phải nói gì đúng không? À, là thoại nắm tay mà khiều khiều nhau gì á? Dạ, khiều khiều em nói là em rung không? Con bé kêu rung, ừ chị cũng rung, cái hai đứa đi qua đó, cái lời thoại vậy đó. Vậy hả? Ôi lời thoại nó dễ hiểu anh em đó, rung ha. Không? Rung anh. Ừ, hát tiếp nha. Rồi. Lời hứa chứ. Đó. Hay thiệt. Đúng là tâm lý vững vàng. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ ban cố vấn ạ. Xin mời ạ. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Luân. Xin nhận xét cái phần trình diễn vừa rồi của hai bạn. Mình không nói đây là phần thi nha, phần biểu diễn. Tại vì Hiếu hát rất là tốt. Cái giọng Hiếu rất là truyền cảm. Anh rất thích cái màu giọng của Hiếu. Và Hiếu rất là thông minh, xử lý tinh tế. Nhi thì rất nội lực luôn. Mặc dù đây bài Tông Nam, nhưng mà Nhi cũng biết cách xử lý làm cho tròn bài. Và feel cũng ok lắm. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hội đồng ạ. Âm nhạc Ngân Hà. Anh nãy em đứng hát nè, em kêu Tăng Phúc trong trái tim em mà Tăng Phúc ngồi nó hoài không xuống với em. Không cứu em đúng không? Đúng rồi. Anh cũng đang run, chút nữa anh thi đấu giờ. Còn Hải Triều. Hải Triều thấy đấu sĩ của mình như thế nào ạ? Rất hài lòng. Giọng sao chẹt quá vậy? Tông nữ quá nè, tông nữ quá. Còn Hoàng Yến. Khi mà nghe Hiếu hát là cứng người. Hay quá. Hay cứng người. Hay cứng người luôn. Dễ sợ. Không, quả là kẻ tám lạng người nửa cân ha. Vi ha, nhưng mà bây giờ thái độ của thủ lĩnh Mâu Thủy kìa. Thủy nãy giờ là ai cũng khen chung chung rồi đó, mình khen vô trọng tâm nè. Đúng rồi, khen luôn Thủy. Tiếp tục chương trình. Hay quá. Tiếp tục chương trình. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời. Xin mời. Như vậy là thời gian quyết định giữa hai đấu sĩ, đó chính là Thảo Nhi và Tùng Hiếu. Không biết ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Alo. Cái gì em? Không, hội đồng âm nhạc Ngân Hà mới nói với em bây giờ vẫn chưa quyết định được anh à. Chết rồi, bây giờ sao đây? Bây giờ sao đây em? Bây giờ mình cho hội đồng âm nhạc một tuần để đưa ra kết quả đi. Nha. Cho nên là các thủ lĩnh của chúng ta ráng giữ một bộ đồ này một tuần luôn nha. Thảo Nhi ơi, không biết bây giờ cảm xúc em bây giờ như thế nào ạ? Nói chứ em hát xong mà em cũng thấy nhẹ. Bao nhiêu lần em đứng ở đây rồi? Dạ, nhiều lắm rồi, tính anh em mình quay với nhau là nhiều kết khủng khiếp. Nhưng mà tại sao đây, anh cảm giác em rất là rung đúng không? Tại sao vậy? Thật ra thì em đi hát bao nhiêu lần mà chỉ mỗi lần hát em cũng rung quá đó. Nhưng mà còn rung là còn yêu nghề đó. Cảm ơn em, thanh xuân đúng không? Còn Tùng Hiếu là bây giờ không cần phỏng vấn luôn, nhìn mặt là thấy rung mà năn nỉ là đừng phỏng vấn em luôn kìa. Đúng rồi. Em đứng đây muốn móc luôn anh. Em đây muốn móc luôn. Em có tự tin là bữa trước mình hát hay không? Dạ thì cũng được. Cũng được. Còn Tùng Hiếu, một tuần trôi qua, tuần trước thì rung lắm đó. Bây giờ là đỡ không phải, coi như là phấn chấn lên chút nào để phát biểu cho mọi người nghe chưa? Dạ, bây giờ là đứng chờ lâu quá nó không có rung nổi nữa rồi. Và bây giờ sẽ là phút giây quyết định của Tùng Hiếu và Thảo Nhi. Âm nhạc sẽ là Tùng Hiếu hay Thảo Nhi đây? Đó chính là Thảo Nhi sẽ ở lại hay Tùng Hiếu sẽ ở lại đây? Sao? Bây giờ mình còn ở lại, cảm xúc sao nè? Sao? Dạ nói chưa là em cũng sợ lắm. Nhưng tuần trước Hiếu hát cũng hay lắm. Với lại là cái lúc đó hai chị em còn nắm tay nhau mà cùng rung luôn á. Nhưng mà thôi, hy vọng có một dịp nào hai chị em sẽ hát với nhau nhiều hơn. Cố lên, lần thứ hai chiến đấu hoặc là oanh liệt cho anh. Xin mời em ạ. Xin chúc mừng thủ lĩnh Hải Triều. Thừa thắng xông lên. Bây giờ bạn sẽ chọn ai sẽ đấu với mình đi ạ? Đội Mâu Thủy ạ. Mâu Thủy. Đúng rồi. Nữa hả? Tính ra như hai nhà này giống như là quan gia hay gì, chơi nhau liên tục. Hải Triều, hãy chọn đấu sĩ nào. Bây giờ màu xanh hả? Màu xanh. Bên đây là màu xanh không luôn. Em đấu xanh đen ạ. Xanh đen ạ. Là cô bé ở giữa. Vậy bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy bước lên sàn đấu, xin mời. Em sử dụng quyền. Trời đất ơi. Quyền nha. Quyền. Nhưng mà mình đang có quyền gì ạ? Hãy cùng mở phong bì ra. Và đây là quyền trắng. Quyền trắng. Nhưng mà muốn sử dụng quyền chặn này, hai bạn sẽ cầm một cái búa và đập vào chiếc hộp cứu hộ kia. Như vậy là hai thủ lĩnh, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ theo hiệu lệnh của MC 321 thì chiếc hộp báo động sẽ hạ xuống. Nhiệm vụ của hai bạn là chạy lại đập thật là nhanh nha. 3, 2, 1, chiếc hộp cứu hộ. Thủy khẽ lắm, chiếu, thủy khẽ lắm. Đây, thủy khẽ lắm. Ủa, mình đánh thì chiếc hộp, chứ phải mình đánh nhau nha. Chết là Thủy khỏe lắm. Ê, kêu bánh đi, kêu. Ê, cái hộp
kìa. Cái hộp gì? Trời. Ủa cái hộp kìa. Trời ơi, sao mà đánh nhau không vậy? Thủy lại thằng gì? Ôi Thủy lại. Ơi. Ê cái hộp ngang trái không? Trời ơi. Dám cạo giật mình. Không, tại cái hộp kia kỳ á. Rồi xin mời hai bạn hãy về vị trí của mình một lần nữa. Thủy và Trèo, xin mời hai bạn về vị trí của mình ạ. Thủy Trèo, đừng cho thấy nữa. Không, cái con này nó kỳ lắm. Anh xuống rồi kìa. Dễ dễ dễ. Trong một phút giây lơ là Hải Trèo đã thua Mâu Thủy. Chính vì vậy Mâu Thủy được sử dụng quyền của mình chẳng, là quyền chẳng. Dạ. Và quyền chặn của chúng ta là chặn không cho đội đối thủ chọn đôi mình mà phải chọn đội còn lại. Yeah. Không biết thằng Hải Triều sẽ chọn đấu sĩ nào đấu với mình đây. Vẫn là thích tông xanh lá. Xanh lá đậm ạ. Trương Diễm. Và bây giờ Hoàng Ý sẽ là người được chọn bài hát. Hết hồn tưởng Hoàng Ý hát giật mình. Bài này sẽ là bài của nhạc Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn. Một bài nghe có một chữ buồn. 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 Có một vật thể buồn. Vật thể buồn. Tuổi đá, đá buồn. Ờ, hay quá Vy ơi. Tuổi đá trời buồn. Yến ơi, tại sao bà lại dùng chiến thuật chọn bài hát tuổi đá buồn ạ? À? Bởi vì với giọng ca trầm lắng như thế này thì nhạc Trịnh là một cái thể loại rất là xuất sắc dành cho Diễm. Sẵn sàng chưa? Xin mời Diễm ơi, hãy cùng bước xuống sàn đấu của mình. Và hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là phần trình bày của Thảo Nhi và Trương Diễm với ca khúc Tuổi đá buồn. Và bây giờ trận đấu của hai đấu sĩ xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang. Từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày Chủ nhật buồn. Còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài, lệ ru miệt mài ngàn năm dù em nồng nàn. Dù em nồng nàn, trời còn là mây, mây trôi lang thang, rơi tóc em bằng, trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày Chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng vui quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài. Ngàn năm dù em giận hờn, dù em giận hờn. Trời còn là mưa, mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Thanh thang từng góc chân trời.
giáo đường ngày Chủ nhật buồn. Còn ai? Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em gầy ngón dài, đời du miệt mài. Ngàn năm, du em muộn phiền, du em bạc lòng. Xin cảm ơn hai đấu sĩ Thảo Nhi và Trương Diễm với ca khúc Tuổi Đá Buồn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Nam Hương xin gửi lời chào tới tất cả mọi người. Cho Hương có một phần nhận xét một chút xíu về ca khúc này. Hai bạn hát ca khúc Tuổi Đá Buồn với hai màu giọng rất là khác nhau và hai cách hát rất là khác nhau, tạo nên một cái bài hát nó rất là lạ. Hưng rất là thích ca khúc này. Hưng vừa thích giọng của Nhi, vừa thích giọng của Diễm luôn à. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, ca khúc rất là hay. Vì bây giờ chúng ta cùng mời hai đấu sĩ cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời các bạn. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Không biết là Thảo Nhi có phá bỏ lời nguyền hay không. Từ đầu chương trình tới giờ, thấy không? Lần thứ hai là bị sập. Em có sợ lời nguyền nữa không? Em sợ chứ, giờ em đang run lắm nè. Diễm ơi, bây giờ là đứng ở đây rồi, có cái gì, cái cảm giác gì mình bày tỏ ra hết đi Diễm. Nếu mà xin phép, em xin phép được nhảy trước được không? Thật sự không biết khi nào nhảy rất là hồi hộp. Cảm giác này em muốn có luôn á. Có nghĩa là tự nguyện thua luôn á hả? Bây giờ xin nhảy trước là đi về là thua đó. Không phải, ý của Diễm á là mở sẵn cái lỗ á. Nếu mà Diễm thua, mở sẵn lỗ để cho Diễm nhảy xuống. Mỗi ba em thua, mở cái lỗ em nhảy xuống. Cho đỡ sợ đúng không? Nhưng mà không được, bây giờ giây phút quyết định. Một người sẽ quay trở về trái đất và ai sẽ là người ra đi đây? Phụ anh điểm đi, Vi à. 3, 2, 1. Giây phút quyết định. Nhưng mà một chưa anh? Sẽ là Thảo Nhi. Như vậy là trước của trái đất. Một người chúc mừng Thảo Nhi. Không cần chờ đâu. Và xin được chúc mừng Trương Thảo Nhi, bạn đã coi như là phá bỏ được lời nguyền của chúng ta rồi. Như vậy là thừa thắng xong lên. Hải Triều Mau Thủy à? Mau Thủy hết quyền. Ủa sao cười vậy? Hết quyền rồi à? Hết quyền. Em sử dụng quyền. Hết quyền rồi à? Phải đối diện sự thật thôi. Em sử dụng quyền của chị. Ủa đâu ra chị? Chị có cái quyền đó mà. Em có quyền dừng cuộc chơi là nguyên đội đi về. Quyền là không được mượn à? Không, có quyền mượn nhưng vấn đề cho ở đây cho không là chuyện khác. Chẳng lẽ gì không cho? Đương nhiên không rồi em. Ok, tiếp tục chương trình. Tiếp tục. Rồi, bây giờ là Kiều. Là bạn xanh chính giữa. Bạn xanh chính giữa. Em tên là? Hiểu Băng. Hiểu Băng. Và Mau Thủy được chọn bài hát. Không biết bạn sẽ đưa ra chiến thuật gì, cũng như là chọn bài hát gì đây? Có chiến thuật gì không ạ? Dạ, mình nói lớn cho phim trường nghe được không ạ? Không, Mau Thủy giả bộ chứ không nói gì hết. Không nói gì hết. Không có chiến thuật gì hay sao Thủy? Thật ra là đang vân vân giữa hai bài hát, nhưng mà em quyết định là chọn một bài này rồi. Bài gì em? Em chào anh mà anh đã vội quên. Ủa, cái này bài hát hay bài rap vậy? Em chào anh mà anh đã vội quên. Em. Cái bài đó là bài Chia Tay Trong Mưa. Chia tay trong mưa. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước lên sàn đấu. Thảo với ca khúc và Hiểu Băng. Như vậy là trận đấu sắp bắt đầu rồi. Nhi ơi, em thi trận thứ 3 rồi, bây giờ sức khỏe của em bây giờ như thế nào rồi? Dạ, sức khỏe của em bất ổn định. Bất ổn định, bây giờ em cảm giác trong người như thế nào? Mà bây giờ cái bài Chia Tay Trong Mưa là một cái bài cũng hơi rock một chút. À, thấy em mang cái váy có mang cái đường không? Tí giữa bài em xé. Em xé. Em lơ lơ rock. Em rock luôn. Còn Hiểu Băng, bây giờ đối diện em là một đối thủ rất là nặng ký. Hồi nãy giờ là 3 vòng rồi đó, bị loại hết luôn. Rồi giờ sao? À, em cũng đang rất là rung mà, cho nên là cái giọng rung thiệt nha, cái giọng rung thiệt em còn rung em thiệt rung. Em nghĩ đối thủ của em như thế nào? Rất nặng ký. Bây giờ có một lời nào mà thách đấu với đối thủ của em, sẽ nói lời nào để cho đối thủ của em run sợ? Chị nhẹ tay với em thôi nha. Chị nhẹ tay. Chị nhẹ tay với em thôi nha. Kỳ vậy, lời thách đấu gì kỳ vậy? Sợ quá. Còn Nhi, với cương vị là một người đàn chị thì em muốn nhắn nhủ gì đối thủ của mình đây? Bé, nói nghe, chơi, đừng rung. Có nhiều chơi nhiều. Tới. Rồi, xin mời hai đấu sĩ Thảo Nhi và Hiểu Băng với ca khúc Chia Tay Trong Mưa. Trận đấu xin phép được Bắt đầu. 3, 2, 1.
Trời đất như cuồng quay, một thoáng nghe lòng quặn đau, một phút băng khoáng tình theo con sóng khơi xa. Hình bóng anh rời xa cùng với ai, để sẽ quên đi tình em, giờ quanh em bóng đêm hoang tàn. Em chào anh, mà anh đã vội quên. Một đêm thấy anh vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Tay trong mưa của Thảo Nhi và Hiểu Băng. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Thanh Lan xin chào ba vị thủ lĩnh, MC và hai bạn chơi trên sân khấu. Trong phần này thì chị sẽ không nhận xét bất cứ cái gì về chuyên môn của các em đâu. Nhưng mà chị nói thẳng luôn là chị đang rất thích cái phần thi của bạn Màu Xanh, bởi vì em có sự chuẩn bị bài hát rất tốt và những cái phần feel của em là khi mà kết hợp với chị Nhi thì chị rất là thích. Dạ, cho xin một lời nhận xét nè. Lê Phương xin phép đưa lời nhận xét của mình. Ở đây thì mọi người nãy giờ qua các bài hát thì cũng đã thấy được cái năng lực của Nhi rồi. Với lại Nhi chắc là cái bài hát này Nhi cũng chưa có tập được nhiều đúng không? Nên là những cái phần riff nhanh thì Hiểu Băng làm tốt hơn. Và em tuy là trước cuộc thi thì em có vẻ rất là run, nhưng mà đến khi mà em vào bài thì em làm tốt hơn. Và Phương sẽ chọn em một phiếu, mong là sẽ nghe được em ở một bài sau. Như vậy nãy giờ những lời nhận xét đều nghiêng về Băng, nhưng mà đèn thì lại nghiêng về Thảo Nhi. Hải Triều ơi, bây giờ là đấu sĩ của đội mình đang hơi bị yếu thế rồi đó. Triều cảm thấy thì sao? Thật sự thì người nhà mà đương nhiên mình phải bên người nhà thôi, nhưng mà trên sóng mà, cho nên giống như Ban cố vấn chọn sao mình chịu vậy. Còn Hoàng Yến? Một bài hát rất hay, nhưng mà cảm xúc của mình vẫn còn đang tiếc Trương Diễm. Trương Diễm đã quay trở về trái đất rất là lâu rồi. Không, trái tim mình còn động là những bài đó quá hay. Vẫn còn nhớ Trương Diễm. Còn dây dứt và đau đớn. Còn Mâu Thủy. Em thấy là nãy Diễm với Nhi hoặc là Băng với Nhi á, đều là hai cái style khác nhau. Chỉ là thích hay không thích thôi. Theo Nhi á, rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, lời, những đàn lời rất là hay. Còn Băng thì mạnh mẽ hơn, kiểu tươi mới hơn. Thì dĩ nhiên là em thích đội em hơn rồi. Dạ. Thực ra bây giờ rất là khó phân định thắng thua nè. Lúc nào cũng vậy, khúc ở đây là bị khó lắm. Chỉ lên tri kia mới biết ai thắng ai thua mà thôi. Bây giờ xin mời Băng và Nhi cùng bước lên hố đen vũ trụ ạ. Xin mời. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng để xem Hiểu Băng
hay Thảo Nhi sẽ ở lại? Thời Phúc xin phép bắt đầu. Sẽ là Hiểu Băng cá tính hay là Thảo Nhi dịu dàng? Ai đây? Em không ổn hả? Em sao rồi? Em hết hồn. Tạm biệt Thảo Nhi. Và xin được chúc mừng Hiểu Băng của thủ lĩnh Mâu Thủy. Yeah. Mâu Thủy ơi, bạn đã chiến thắng rồi. Bây giờ không biết bà sẽ chọn ai để đấu với mình đây ạ? Phép thuộc quyền. Thôi qua. Vậy là sao? Mọi người ơi, mọi người quên là mình còn cái quyền. À, quyền gì ạ? Quyền này là ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi. Là quyền sao? Quyền chuyển, hôm nay tôi lên hát. Ờ đúng rồi ha. Cái quyền hay ghê á mọi người. Vậy bây giờ sao đi Vi? Nếu mà chuyển thì cũng là chuyển một đấu sĩ còn lại là thì cũng còn đóng lẽ nhỏ lên hát. Đúng rồi, vậy giờ con Yến lên hát. Yến có muốn lên hát không ạ? Không muốn rớt à, sợ rớt. Dạ. Vậy bây giờ còn đấu sĩ cuối cùng, chính vì vậy bây giờ đấu sĩ của Mâu Thủy là Hiểu Băng. Và đấu sĩ của Hoàng Yến là Anh Duy. Xin mời hai bạn bước ra sàn đấu ạ. Hoàng Yến ơi, không biết bà sẽ chọn bài hát gì cho đội mình đây? Đây là một bài tủ của thí sinh của mình. Trời, tủ mà hát lát rớt là kỳ lắm nha. Đừng có nói tủ. Một bài rất khó. Phải tự tin chứ. À phải tự tin. Một bài mà nói chung là thể hiện cái giọng hát của thí sinh mình nó quá là tuyệt vời. Khổ vì yêu nàng. Khổ vì yêu nàng. Chứ bà là nghe chất đã đó không? Đúng không? Em Băng ơi, khổ vì yêu nàng có phải là sở trường của em hay không? Dạ không. Không. Giỏi. Nói rất là sở trường của em hay không? Không. Dạ luôn. Cũng không. Đây là một bài tủ của thí sinh của mình. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao em lại chọn bài sở trường của Yến vậy? Dạ không phải. Mới nãy nghe nói là bài sở trường của thí sinh của mình luôn, là giống như am hiểu dữ lắm. Không. Ủa kỳ gia lô Yến ơi. Yến ơi có chọn lại hay không? Không, mình là người hả? Chắc chắn mình một là một, hai là hai. Rõ ràng. Kỳ tin em. Và bây giờ sẽ là phần đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Khổ vì yêu nàng. Xin mời. 3, 2, 1. Sắc kia ngự trì làm ta não điên thần trí, mặc đời chế ta tình ngu si. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giúp thế mê chê, yêu người nên có đau cho ta bởi yêu mà xa. Trăm lần bao trăm như ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu xa quá đi thôi, xa quá đi thôi. Giấc kia ngự chìm làm ta đau điên thần trí, mặc đời chê ta tình yêu gì. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giúp thế mê chê, yêu người nên cố đau cho ta bởi yêu mà xa. Trăm lần yêu chấm như ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. We'll be right back.
yêu làm chi giữa thế mê chê, yêu người nên cố đau cho ta bơi yêu mà xa, trăm lần yêu chấm như ta vui đến ngầm nghe trái tim ngầm ngùi, ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi, ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi dưỡng thế mê chê, yêu người nên khó đau cho ta bởi yêu mà xa, chắc lần yêu chẳng như ta vui đêm nằm nghe trái tim ngầm ngồi, ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Và Hiểu Băng với ca khúc Khổ Vì Yêu Nàng. Wow, cả phim trường tổ sôi động, nhảy tưng bừng lên, nhảy tưng bừng theo các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Lê Phương xin phép nhận xét phần trình diễn này. Đầu tiên rất là cảm ơn hai bạn vì đã đem lại một không khí cực kỳ sôi động. Và có một cái này là Phương muốn dặn tất cả các bạn đấu sĩ như thế này. Thì khi các bạn chọn một cái ca khúc nào đó mà các bạn thuộc về sở trường á, thì nó đã là một phần lợi thế cho mấy bạn rồi. Thì mấy bạn phải cố gắng làm sao cho cái phần trình diễn của mình nó thật sự là kéo vote về cho mình, thật sự nổi bật mình lên. Phương xin quay lại cái phần thi của Trương Thảo Nhi và Trương Diễm. Hồi nãy thì cái ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn á, thì thật sự mà nói là ngay từ lúc mà chọn bài hát thì ở đây mọi người đều cảm thấy là à, đây là lợi thế của Trương Diễm. Mọi người đều nghĩ là rồi, xong Nhi rồi. Nhưng mà có điều là chính vì cái tâm lý đó nên là làm mọi người trông chờ bạn Diễm có một phần thể hiện nó tốt hơn. Thì riêng cái ca khúc này thì ngay từ đầu thì nó đã thuộc về cái sở trường của bạn Nam nhiều hơn, vì đây là một ca khúc tông Nam. Thì mình thấy là bạn đã làm rất tốt và rất tròn vai cho cái phần trình diễn này, nên là mình đã đặt một phiếu cho bạn. Cảm ơn. Và xin cảm ơn Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Không biết là thủ lĩnh Hoàng Yến. Hoàng Yến, nếu như có lời nào muốn nhắn nhủ với đấu sĩ của mình thì Yến có lời nào không ạ? Thực ra cái phần trình diễn này là cái phần trình diễn rất là ngang tài ngang sức luôn. Mặc dù là tông Nam nhưng mà Băng cũng thể hiện rất là hay và làm cho mình nghe được cái sự phối hợp rất là đã. À, cảm ơn Yến. Còn thủ lĩnh Mâu Thủy à? Khen chị đi em, khen chị. Nói chung là mình hai đấu với nhau nó dễ hơn, loại luôn team này đi cho nó gì đúng không? Thì đó. Em thích là chơi tay đôi thôi. Chị em tương tàn từ đây. Con Hải Triều. Dạ. Bạn thấy như thế nào về cái phần thi này ạ? Nếu mà được nước thì em đẩy thuyền luôn. Như vậy là ai cũng muốn đội của Hoàng Yến bị loại hết. Thấy chưa? Chị em khó rồi. Ta là bất tử. Bất tử chết. Đâu quyết tâm coi. Trường tồn phồn vinh. Trường tồn phồn vinh. Giới thiệu trường tồn phồn vinh. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời hai bạn. Với sự so tài ngang sức với nhau, bây giờ sẽ là giây phút quyết định giữa Hiểu Băng và Anh Duy. Không biết ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Hai giọng hát của hai bạn đều ngang ngửa nhau. Một Anh Duy với giọng hát rất là nội lực, cũng như là phần trình diễn rất là sôi động, cũng như là khuấy động tất cả những con người có mặt ở phim trường này. Và một Hiểu Băng. Như vậy Hiểu Băng đi về trái đất. Xin chúc mừng Anh Duy. Xin chúc mừng thủ lĩnh Võ Hoàng Yến. Như vậy là Hoàng Yến vẫn còn ở lại. Đọc lại cái câu nãy giùm đi ạ. 2, 3. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Hay quá. Ở lại tiếp. Yến ơi, tất cả thành viên còn 1-1. Không biết bạn sẽ chọn ai ạ? Hải Triều hay Mâu Thủy? Không, giờ hỏi thí sinh của mình em thích chọn ai? Chắc em nam thì em nấu với nữ đi. Nam đấu với Thủy nữ. Đó hả? Mình gặp nhau ngoài. Thủy ơi, coi như là triệt tận gốc luôn. Thôi rồi chị, Thủy. Chị muốn vậy nói đại đi. Đừng tại sao thí sinh. Chị muốn thi giúp. Thôi giờ chị em lật mặt. Không hề, chị đang hiền lắm luôn á. Chị Yến, bây giờ thôi chị em lật mặt đi chứ giờ sao giờ. Như vậy là anh Duy sẽ đấu với đội của Mâu Thủy là Thái Ngân. Và đội của Mâu Thủy được chọn bài hát. Không biết bạn sẽ chọn bài hát gì để ưu thế cho đội của mình đây. Thực ra là nãy á, nhạc ồn quá, nhạc remix ồn quá, và em hơi bị đau tim á, cho nên là bây giờ em mới chọn một cái bài nhẹ nhàng đầm thắm lại. Đúng rồi. Dạ, bye bye à. Bye bye. Bye bye à. Cái gì? Trời đất ơi. Âm nhạc có vấn đề hả? Bye bye. Nhỏ này nghe luôn. Tung lên. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ Anh Duy và Thái Ngân cùng bước ra sân khấu với ca khúc Bye. Duy ơi,
Em vừa trình bày ca khúc quá sôi động, bây giờ bài bay nữa, em bay nổi không? Dạ em không biết, em không bay thì em là cũng được. Là bay cái đâu hay cái đó. Còn Thái Ngân, bây giờ mình là thành viên cuối cùng của đội rồi đó. Nãy giờ em dưỡng sức rất là nhiều, bây giờ cái tâm trạng em như thế nào nè? Em cũng nôn nóng, nãy giờ em cũng lo không biết có mình có được hát hay không. Tại thấy mấy bạn hát hết rồi em vẫn ngồi đó, mà bây giờ dạ em sung lắm. Em sung lắm. Rồi nói chung tâm trạng của hai bạn đang rất là phấn khởi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với vòng đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Bay, và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rằng người bay lên cao, bay lên cao như con cao. Ta bay trong mơ, bay trong mơ. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh tình vỡ tan. Thoát xa là thanh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Hướng muôn đỏ trở dần từ trong chiếm bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay. Đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh tình vỡ tan. Thoát ra là thanh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Người quên đi bao nhiêu vấn đề, vui lên nữa gì. Yeah. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên bay lên thu muôn màu. Ước muốn đào tràn dần từ trong tim ta. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng. Sĩ Thái Ngân và anh Duy rất nhiều ạ. Không biết bây giờ hai bạn như thế nào khi mà trải qua một bài hát mà tao nói ai cũng gọi là háo hức theo các bạn hết. Cho Duy nghỉ thở đi, em nói trước cho. Em nói trước đi ạ. Em cũng còn sung lắm, nhưng mà thật sự là em chia sẻ luôn, đây là cái thể loại mà lần đầu tiên em hát luôn. Thường thì đầm thắm và dịu dàng đâu đó vậy. Là sở trường của em là bolero. Dạ. Em làm câu bolero cho anh được không ạ?
cái mắc lỡ mình sụp hầm là không có cơ hội nào mà để biểu dạ, diễn. Dạ đúng luôn. Rồi, em phải thể hiện chứ dạ, anh. Dạ, dạ, dạ em xin là một đoạn bolero. Dạ. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Ôi ơi! Dạ mất rồi. Ngọt như lùi luôn á. Còn Duy, bài ba có phải sở trường của em hay không? Dạ không. Sở trường của em là dòng nhạc gì? Dạ em là... bóp ballad và em cũng hát bolero cũng được. Làm một câu bolero chặt chém lại liền em. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Trời ơi, hát gì nuốt nguyên cái đĩa vậy em, cũng hát trời hay luôn á. Ê, bây giờ là khó cho ban giám khảo nha. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà, xin mời. Tiến Nguyễn xin phép được đưa ra lời nhận xét của mình như sau. Thì như giám khảo Lê Phương có nói ấy, khi mà đấu sĩ chọn một bài hát thì bạn phải thể hiện được cái sự vượt trội của mình, tại vì đó là lợi thế của bạn. Thì đương nhiên là đối với một bài tiết tấu sôi động như này thì các bạn đã theo dõi vòng trước thì thấy là anh Duy rất là tự tin, rất là phù hợp. Cho nên là đối với riêng bài này thì mình thiên về anh Duy khá là nhiều. Và đặc biệt là những cái sự phiêu linh cũng như nốt treo cuối của Duy thì khiến mình khá bất ngờ. À, còn sau khi nghe bạn Thái Ngân hát bolero thì mình nghĩ nếu mà Ngân chọn cái thể loại bolero thì có lẽ là chưa biết trước được như thế nào. Nhưng nói chung là cảm ơn hai các bạn, là bài hát rất hay. Thủ lĩnh Hoàng Yến ơi. Hả? Tính ra là bài này cũng không phải là sở trường của đấu sĩ mình. Bây giờ chị đang lo lắng không? Nãy giờ bận nhảy theo, hát theo á. Feeling theo. Đối với cái dòng này vẫn còn câu cũ hay không? Tôi tin thí sinh của tôi là một con rồng bất tử. Còn Mâu Thủy. Dạ. Với trận cuối này thì bạn có tự tin vào chiến binh của mình không? Thật sự chiến binh em rất là mạnh nha, bolero là chơi tuốt nhưng mà bây giờ là qua là hát nhạc này. Cho nên là chị thấy là em chỗ nào em cũng giỏi hết á, tự tin lên. Còn Hải Triều? Em thấy ai thắng ai thua gì cũng được, cũng vô thách chiến đội em. Nhưng mà Hải Triều đừng lo, bởi vì đội bạn còn một đấu sĩ quá là mạnh đi, thấy không? Thôi bây giờ chúng ta hãy để cho hố đen vũ trụ để quyết định phần thắng thua này các bạn nha. Xin mời hai bạn. Như vậy là hai đấu sĩ Anh Duy và Thái Ngân đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Và bây giờ sẽ là kết quả của hai đấu sĩ để xem ai ở lại và ai sẽ là người ra đi. Xin mời. Thủ lĩnh Mâu Thủy, Liêu Liêu Hoàng Yến. Ủa hồi nãy chị nói gì vậy? Ủa gì Yến buồn vậy? Mãi mãi gì? Chiêu chiêu chiêu. Mãi mãi trường tồn. Mãi mãi trường tồn. Mãi mãi phồn vinh. Yến ơi, sao vậy? Sớm mặt cái tường vậy? Đây là một con cờ mạnh nhất. Tôi là tôi hát luôn. Hát luôn. Ca khúc gì? Muốn chơi bài gì? Trả lên bao. Trời ơi, ghê thiệt. Khó nha. Khó nha. Thôi bây giờ mình thua rồi, mình ở lại đi, mình không có quyền để nói nữa ha. Vậy bây giờ sẽ là Mâu Thủy. Còn lựa chọn cuối cùng là Tăng Phúc. Tăng Phúc thì dĩ nhiên là bên đội Hải Triều sẽ chọn bài hát rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Hải Triều ơi, không biết bà sẽ chọn bài gì đây ạ? Hương tóc mạ non ạ. Trời ơi, Hương Giang tóc mạ non ạ. Tại sao lại chọn bài này? Tăng Phúc có nhiều bài hot lắm, mà tại sao lại chọn bài mà... Bài hot của Tăng Phúc bây giờ bao nhiêu người nghe rồi, đúng không? Hôm nay tạo cái hit cho Tăng Phúc, hát dân ca luôn, mời Tăng Phúc. Trời ơi, đừng có méo quá vậy. Bây giờ Triều có thấy là Tăng Phúc đứng không nổi luôn á. Ê, nếu mà bolero là lợi thế bên Thái Ngân nha. Lắm. Ừ. Đừng nghi đưa ra một bài không phải sở trường mà hát ok hơn được giám khảo cưng nha. Chiêu Tăng Phúc bây giờ chưa bao giờ hát bolero thì hãy xem cái người chưa bao giờ hát bolero cảm nhận bolero hát như thế nào. Và bây giờ sẽ là phần đấu của Tăng Phúc và Thái Ngân với ca khúc Hương tóc mạ non. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Thank you.
bận đi hát đó em. Nghe em hát câu dân ca sao ngược mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào ngào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non đơn đắp em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thiệt buồn. Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại gì cầu tre lạc lẽo, tháng ngày tuổi đời mơn mông níu chân nhau bạc thêm mái đầu, còn đêm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về ai thôn tân xa toàn cơn gió chiều nhô mùi thơm nếm sương thật. Lòng chờ cuộc sao em quên những ngày khi mới quen tên bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngắn cách sông chứ đâu cách lần, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. À, tháng sau đám cưới của tôi rồi đó, rảnh về ăn đám cưới tôi nghe. Cưới ai vậy? Với anh Hải Triều á. Hết người cưới rồi hả trời? Cưới rồi. Lòng chờ cuộc mến mong giáng xưa tan theo giấc mộng, dắt người đã bước qua sông đang mùa lút rổ đông đông. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ tấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngắn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn. Cảm ơn Tăng Phúc cũng như là Thái Ngân với ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Duy Đỉnh xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong một ca khúc của mình. Cái phần trình diễn của hai bạn nó rất là ngọt ngào. Và ngay cái phần diễn của các bạn nó rất là đáng yêu luôn. Và thật sự là em không nghĩ làm sao mà có thể Phúc hát cao được như vậy. Mà những cái đoạn cao của em á, cái phần giọng pha của em nó cũng rất là bay, rất là mượt luôn. Anh thật là bất ngờ về em khi mà em thì nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ. Bây giờ là anh phát hiện là em có thể hát được dân ca ngọt như vậy. Chúc mừng em. Riêng em á, Thái Ngân có một cái nét rất là đầm thắm. Chúc mừng em. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Phúc ơi, lỡ Phúc lát nữa lên đó mà em mà sập xuống hầm á là tụi anh tiếc lắm luôn á. Coi đâu anh rớt xuống thì mình cũng về quê hương mình thôi. Nãy giờ nhìn thấy cỏ lúa, cây dừa, cây chuối rồi em cũng nhớ trái đất lắm. Nếu mà mình thắng thì mình lấy tiền mình mua phi thuyền mình về, còn thì mình rớt xuống thì mình chơi tự do về trái đất thôi. Phúc sao ơi, lỡ như lát rớt á, bây giờ em có thể tặng cho anh cũng như tất cả mọi người cái bài hát mà đang hit đúng không em?
Đúng rồi, tất hợp tên nè. Còn lát mà rớt thì tôi tiếc lắm luôn á. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Hay quá. Còn mãn nguyện rồi, mà tôi tức Hải Triều ghê luôn á. Đã chọn bài hát cho chiến binh của mình mà chọn cái bài mà không đúng sở trường. Tại sao vậy Hải Triều? Cái này chơi chiêu này hơi nguy hiểm à. Mà hát được không mọi người? Mà còn lấy người yêu của người ta nữa. Ờ, Mau Thủy cười hả hê quá. Vừa mới nghe chọn bài Bolero là em mừng liền, mở cờ trong bụng liền. Nhưng mà bây giờ hiện tại đèn là đang ưu ái bên Tăng Phúc nhiều hơn nha. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ xin mời Thái Ngân và Tăng Phúc, chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem kết quả ngày hôm nay. Xin mời. Và đây là giây phút quyết định với lượt thi đấu cuối cùng giữa Tăng Phúc và Thái Ngân. Tăng Phúc ơi, lần thứ mấy em đứng trên này rồi? Không nhớ nữa mà em rớt lần rồi đó. Cái cảm xúc bây giờ có giống như cái lần trước mà em rớt hay không? Như cái này cao hơn lần trước em đứng. Hơi sợ hơn chút xíu. Hơi sợ hơn chút xíu. Còn Thái Ngân, bây giờ là lần thứ hai em đứng trên đây rồi đó. Em cảm giác làm sao? Dạ thì cũng giống như anh Lâm nói đó, không biết có sống được không chứ em cũng... Cũng hồi hộp đau tim quá. Đau tim quá. Nhưng mà luật chương trình bắt buộc một bạn phải rơi xuống trái đất. Và bây giờ sẽ là phút giây để xem ai sẽ là người ở lại. Xin mời. Và chúc mừng thủ lĩnh Hải Triều. Thưa quý vị, trải qua những trận đấu là cam go cũng như là cái tên về nhất và đội về nhất ngày hôm nay, đó chính là đội của Hải Triều, Tăng Phúc, Thảo Nhi và Inno. Xin chúc mừng các bạn. Và phần thưởng các bạn đem về là 15 triệu đồng. Một lần nữa trao tay xin chúc mừng đội về nhất. Yeah. Không biết là bây giờ cảm giác của Hải Triều đang như thế nào ạ? Em rất là háo hức để chia số tiền này. 15 triệu đồng sẽ chia như thế nào ạ? Chia cho em là 10 triệu. Không, nãy giờ mình không làm gì. Ôi trời. Còn làm hại đồng đội mình không? Rồi. Mình đẩy gà ra đá, đá sai gà chết liền. Bây giờ Thảo Nhi mà đẩy Hương Tóc Mạ Non chết ngắt chưa? Đó. Em hát cho Hải Triều nể em liền. Nghe em hát câu dân ca sao ngọt ngào. Thôi đúng rồi, với đó đủ rồi. Thấy chưa? Xem lạng vậy. Thấy, hả? Gọi đúng là rồi. Cái chức trách của đội trưởng khi lấy 10 triệu được chưa? Không, chiến lược của em rất đúng. Xuất sắc. Còn chị Hoàng Yến, hình như là nãy là mình hết đấu sĩ sớm nhất đúng, đúng không ạ? À, lúc đó mình cảm giác như sao ạ? Sao sân khấu là của chị vẫn là vedette của sân khấu em ạ. Chị vẫn là vedette của sân khấu. Chị vẫn là vedette của sân khấu em ạ. Mãi mãi gì? Mãi mãi đường cồn, mãi mãi phồn vinh. Không, nói chuyện đàng hoàng chứ là mặc dù là mình hot thí sinh hơn. Mình về ba. Không, mình nói là hot thí sinh sớm nhất đi. Mình hot thí sinh sớm nhất nhưng mà tất cả thí sinh của Hoàng Yến thì Yến thấy là ai cũng hát hay và có những cái giọng ca xuất sắc và tuyệt vời. Và á quân thủ lĩnh Mâu Thủy ạ. Bây giờ đội mình được là á quân mà trong khi cái này là bài sở trường luôn đó. Mình có tiếc lắm không? Nhưng mà dù sao là cái phần thi cuối cùng là Thái Ngân nó làm rất là tốt rồi. Và Thủy cảm thấy là đội mình là hôm nay rất là ổn định. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ đã tham gia chương trình đấu trường âm nhạc ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.